vâng, em sẽ thử âm thanh của cặp loa huyền thoại Victor 605. Tiếng nghe rất là đĩnh đạc, bass rất là sâu. Có lẽ độ dày cao nên đánh rất là dễ dàng. Em đang ghép với cả một con âm ly rất cỏ PN 7600. Bạc đánh rất là gọn. Em thử một bài khác. Cho to tiếng cho các bác nghe.